Bạn thân nhà người ta mừng cưới cả tỷ đồng khiến người nhà còn phải ngỡ ngàng. Mới đây, một đám cưới đã gây xôn xao với màn mừng cưới của bạn thân cô dâu. Hai người bạn mỗi người mừng cô 500 triệu đồng khiến cả gia đình cũng phải ngỡ ngàng. Được biết, cô dâu và hai người bạn thân đã khởi nghiệp cùng nhau từ lúc còn hai bàn tay trắng. Họ vốn chơi với nhau từ lâu, sau đó cả ba cùng đầu tư mở các cơ sở làm đẹp. Những tưởng làm cùng ngành thì hay cạnh tranh nhau nên rất dễ sứt me tình cảm. Thế nhưng họ lại luôn giúp đỡ hỗ trợ nhau rất nhiều. Hiện tại cả ba người đều phát triển cơ sở riêng và đều là những địa điểm đông khách có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, cô dâu trong câu chuyện là chị Hằng Vũ, còn hai người bạn thân là anh Mr. T và anh Phú Tài. Sau khi suy nghĩ thấy bạn mình cũng không còn thiếu thốn gì, hai anh quyết định mừng cưới bạn mỗi người 500 triệu đồng, gọi là của ít lòng nhiều. Wow. Món quà cưới nhỏ bé này đã khiến họ hàng hai bên ngỡ ngàng, cả hôn trường nháo nhác. Hai anh cho biết đối với họ tình cảm chân thành mới đáng quý, vậy nên số tiền này không phải là khoe khang mà là vì họ không biết phải bao nhiêu mới đong đầy tình cảm của họ dành cho cô dâu. Mời đẹp! Mời đẹp! Cư dân mạng thì xích xoa xinh xía có bạn thân chất lượng như này, chúc cho tình bạn của ba người sẽ luôn bền chặt và thăng hoa. Các bạn nghĩ sao? Cùng comment chia sẻ cho 8TV cũng như ủng hộ kênh để tiếp tục cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhà.